tập đọc chuyện của thước kẻ bài đọc mẫu chuyện của thước kẻ trong tập sách thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì chúng sống cùng nhau rất vui vẻ mỗi hình vẽ đẹp mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba nhưng ít lâu sau thước kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới làm được việc nó thấy mình giỏi quá ngực cứ ưỡng mãi lên thấy đường kẻ bị công bút mực nói với bút chì Hình như thước kẻ hơi công thì phải. Nghe vậy, thước kẻ thẳng nhiên đáp, tôi vẫn thẳng mà. Lỗi tại hai bạn đấy. Bút mực bèn cầm một cái gương đến bên thước kẻ và nói, bạn soi thử xem nhé. Thước kẻ cao giọng, đó không phải là tôi. Nói xong, nó bỏ đi và lạc vào bãi cỏ ven đường. Một bác thợ mộc trông thấy thước kẻ liền nhặt lên, đem về uống lại cho thẳng. Thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút mực, bút chi Từ đó, chúng lại hòa thuận. Chăm chỉ như xưa, tác giả, theo Nguyễn Kiên. Tập đọc, chuyện của thước kẻ, bài đọc mẫu, chuyện của thước kẻ. Trong cặp sách, thước kẻ làm bạn với bút mực và bút chì. Chúng sống cùng nhau rất vui vẻ. Mỗi hình vẽ đẹp, mỗi đường kẻ thẳng tắp là niềm vui chung của cả ba. Nhưng ít lâu sau, thước kẻ nghĩ bút mực và bút chì phải nhờ đến mình mới làm được việc. Nó thấy mình giỏi quá, ngực cứ ưỡng mãi lên. Thấy đường kẻ bị công, bút mực nói với bút chì hình như thước kẻ hơi công thì phải nghe vậy thước kẻ thẳng nhiên đáp tôi vẫn thẳng mà lỗi tại hai bạn đấy bút mực bèn cầm một cái gương đến bên thước kẻ và nói bạn soi thử xem nhé thước kẻ cao giọng đó không phải là tôi nói xong nó bỏ đi và lạc vào bãi cỏ ven đường một bác thợ mộc trông thấy thước kẻ liền nhặt lên đem về uống lại cho thẳng thước kẻ cảm ơn bác thợ mộc rồi quay về xin lỗi bút mực bút chì từ đó chúng lại hòa thuận chăm chỉ như xưa tác giả theo nguyễn kiên nếu thấy video này hay hữu ích bạn hãy cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video tiếp theo nhé chúc các bạn một ngày vui vẻ